Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để ổn định sản xuất, đảm bảo đủ nguồn cung từ nay đến cuối năm đối với lương thực, thực phẩm nói chung và thịt lợn nói riêng. Sau thời gian biến động lớn về giá hiện nay, thì giá lợn hơi đã giảm xuống mức từ 68.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm soát giá thịt lợn, bình ổn nguồn cung thực phẩm, chỉ đạo ngăn chặn xử lý các trường hợp vận chuyển lợn trái phép qua biên giới, đồng thời cử các đoàn công tác kiểm tra tại các tỉnh biên giới và một số địa phương chăn nuôi trọng điểm. Qua đó, việc thẩm lậu lợn sống qua biên giới đã được siết chặt, tuy nhiên vẫn còn tình trạng lợn thẩm lậu qua biên giới sau khi được giết mổ. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển chăn nuôi nói chung, trong đó có chăn nuôi lợn, cần tăng cường rà soát kiểm tra ở các tỉnh biên giới để vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo được nguồn cung trong nước ổn định, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Sau thời gian biến động lớn về giá, hiện nay giá lợn hơi đã giảm xuống mức từ 68.000 đến 70.000 đồng 1 kg so với giá thành chăn nuôi lợn trên dưới 60.000 đồng 1 kg, cả doanh nghiệp và nông hộ đều có lợi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 58,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, xuất khẩu đạt khoảng 32,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu ước tính 26 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản đạt gần 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 7 tháng, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt 13,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4%, lâm sản chính đạt trên 10,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,3%, thủy sản ước đạt gần 6,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,2%, chăn nuôi ước đạt 225,6 triệu đô la, xuất khẩu sản phẩm đầu vào và sản xuất gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 66,7%. Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước, cụ thể như cà phê, cao su, gạo, hồ tiêu, cá tra, tôm. Về thị trường xuất khẩu, trong 7 tháng ước đạt giá trị nông lâm, thủy sản của Việt Nam tới các thị trường khu vực châu Á chiếm 42,4%. Tiếp đến là châu Mỹ với 29,3%, châu Âu 11,9%, châu Đại Dương là 1,7% và châu Phi là 1,6%. Thưa quý vị, 4 đợt điều chỉnh giá gần đây đã làm giá dầu giảm khá nhiều. Ngư dân tại các địa phương khu vực miền Trung đã ra khơi đánh bắt trở lại. Tuy nhiên, giá dầu vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ, trong khi sản lượng đánh bắt có chiều hướng ngày càng giảm, nên nhiều ngư dân vẫn còn rất lo lắng. Ghi nhận tiếp theo của VTC14 tại tỉnh Thanh Hóa. Cảng cá Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau 4 đợt giảm giá từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều ngư dân đã bắt đầu cho tàu hoạt động trở lại. Gia đình anh Phạm Gia Sơn đang tất bật chuẩn bị dầu, ngư cụ và đá đông lạnh để chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Sau hơn 3 tháng nằm bờ, lần này đi biển, anh vừa vui vừa buồn. Một chuyến bây giờ dám, thí dụ là 100 triệu bạc dầu thì bây giờ dám được 20 triệu. Anh em cũng vui, tổ chức đi được có 10 người thôi mà đi dăm hôm tiền bây giờ nó cũng hiếp, lấy đủ lượng dầu đấy đi dăm hôm về coi có được không thì anh em ấy lấy thêm đi dài ngày. Dân muốn mong muốn là xuống giảm thấp tí nữa để cho người dân đi sản xuất cho nó yên lòng. Khoảng tầm độ 15 16 gì đấy là khéo nhất cho người dân. Niềm vui của ngư dân chưa thật sự trọn vẹn bởi giá dầu hiện vẫn ở mức cao hơn khoảng 10.000 đồng một lít so với cùng kỳ. Với chi phí xăng dầu chiếm từ 60 đến 80% chi phí mỗi chuyến biển, tùy ngành nghề thì chưa đảm bảo cho ngư dân có lãi. Đặc biệt trong điều kiện sản lượng đánh bắt có chiều hướng ngày càng giảm, ngư dân ra khơi nhưng vẫn rất lo lắng. Muốn làm để trả nợ ngân hàng nhưng mà làm không thể được. Tại vì nó chi phí một chuyến đi bây giờ chi hơn 200 triệu. Nếu như theo như ban đầu, nếu như chi 100 thì còn 100 đấy thì trả nợ ngân hàng thì quá đẹp. Nhưng bây giờ là nó khó khăn quá. Tôi chỉ mong cái điều là nhà nước bây giờ phải có cái hỗ trợ cho cái định 67. Những tàu nào bây giờ ngân hàng người ta đã bắt nhiều nơi, người ta bắt hết tàu, người ta thu về, người ta bán hết cả rồi. Còn như thế thì bây giờ tôi mà đang có điều kiện để mà mua dầu mua mỡ đi, đổ dầu đổ mỡ vào đi và để sửa chữa nghề nghiệp đi thì bây giờ nhà nước Mỹ ngân hàng cũng phải thông cảm cho những con người, người ta giờ đang bám biển một chuyến đi, người ta bám 20 ngày ngoài biển rất vất vả, lo lắm. Như các em là người chủ nghề là lo nhiều khi nó ra mà không làm được thì anh em nó thua lỗ, cái là anh em nó buồn, cái nó lại không đi
chúng mình nó lại đi các phương xa làm ăn mất. Thế mong muốn của các em là người dân năm sau mà chứ giàu xuống 20 để cho bà con nó hoạt động, để cái nghề lúc nào cũng duy trì đây, đi để cho hoạt động như thế. Nhiều chiếc người ta không dám đi, ở nhà đây nhìn đông dầu nó lên cao quá, bà con không thể đi được. 12 con cá tôm nó không lên được đấy, bắt buộc con cá tôm nó xuống thôi, nó xuống làm cho bà con có đầu dầu đắt thì bà con đi cũng không đủ dầu. Giá nhiên liệu giảm nhưng nhiều ngư dân vẫn khó ra khơi vì thiếu lao động. Thậm chí người dân cũng tỏ thái độ thận trọng khi giá xăng dầu có thể tăng trở lại bất cứ lúc nào, dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, động viên. Xăng dầu nó đang bấp bênh như thế này, nó chưa ổn định được. Thì cái việc mà ngư dân vươn khơi bám biển ấy, thì cũng đang e dè và cầm chừng cái điều kiện ngư trường khai thác. Và cái giá xăng dầu nó cũng ảnh hưởng tương đối lớn đến cái vấn đề mà xác định đi hoặc là không đi của ngư dân. Chính vì vậy cho nên là cái mà dè chừng của ngư dân cũng đang nắm bắt, một là cái giá dầu nó bình ổn hơn, thấp hơn và cái ngư trường nó thuận lợi hơn thì chắc chắn là bà con ngư dân sẽ tiếp tục là vươn khơi bám biển. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các chính quyền địa phương. Cái thứ nhất là vận động các bà con là để bám biển. Cái thứ hai nữa là cũng đang tìm ra các cái giải pháp, và chúng tôi cũng đã báo cáo với tỉnh ủy cũng như là báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để có những giải pháp. Khi là có những cái giải pháp để hỗ trợ ngư dân thì chắc chắn là ngư dân nằm nghề biển sẽ bám biển và cũng là yêu biển và cũng sẽ là tham gia khai thác trong thời gian tới. Giá nhiên liệu giảm là động lực chính để ngư dân vươn khơi bám biển. Tuy nhiên vẫn cần một chính sách mang tính chất bền vững, nhất là các giải pháp hỗ trợ vay vốn, giãn nợ để tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, giúp họ yên tâm gắn bó với ngư trường, biển khơi. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49 năm 2022, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Giá trị Gia tăng, vừa ban hành quy định có 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng mà người dân cần phải lưu ý. Cụ thể, Nghị định 49 sửa đổi bổ sung khoản 34 điều 4 đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất được trừ tính thuế giá trị gia tăng. Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể. Thứ nhất, trường hợp được nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nếu có. Thứ hai, trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là đất trúng đấu giá. Thứ ba, trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở tầng, xây dựng nhà ở để bán. Thứ tư, trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở tầng. Thứ năm, trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Thứ sáu, trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây dựng chuyển giao BT. Tại hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị đề xuất giao Bộ Xây dựng chủ trì lập đề án nêu trên, trình Thủ tướng phê duyệt. Để có cơ sở lập đề án, các địa phương được yêu cầu gửi báo cáo số liệu trong tháng 8. Bộ trưởng Nghị cho rằng cần sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014, đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật Thuế để quy định cụ thể về điều kiện thụ hưởng, quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, lựa chọn chủ đầu tư dự án, cơ chế ưu đãi của nhà nước. Chính sách nhà ở cho công nhân cần tách riêng để có cơ chế khuyến khích, ưu đãi nhằm phát triển nhà ở lưu trú ở khu công nghiệp. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các địa phương rà soát, lập công bố danh mục chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống ngân hàng thương mại. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội ở khu vực đô thị, nhà công nhân với quy mô 156.000 căn, tổng diện tích là 7,8 triệu mét vuông. Toàn quốc đang triển khai 401 dự án, quy mô khoảng 455.000 căn. Về giải ngân gói hỗ trợ cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà công nhân, đến tháng 7 này đã có 41 địa phương báo cáo đang triển khai 240 dự án, dự kiến nhu cầu vay là 34.500 tỷ đồng.
Thưa quý vị, không chỉ vận tải, giá nhiều hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, rau xanh cũng không giảm theo giá xăng. Trái lại, một số mặt hàng như là thịt lợn lại điều chỉnh tăng giá trong tháng 7, khi mà giá xăng có tới 3 lần điều chỉnh giảm với mức giảm là 6.800 đồng mỗi lít. Nghịch lý giá xăng dầu giảm, thế nhưng mà giá hàng hóa thì vẫn đứng im, đang khiến nhiều người khó hiểu và lo lắng. Khi giá xăng dầu điều chỉnh giảm lần đầu sau 7 lần tăng liên tiếp vào ngày 1 tháng 7, nhiều người tiêu dùng đã bày tỏ hy vọng đi theo giá xăng dầu, nhiều hàng hóa sẽ giảm theo. Là một người tiêu dùng, tôi cảm thấy rất là vui vì xăng giảm giá thì kéo theo các mặt hàng tiêu dùng khác cũng sẽ giảm giá theo. Thì đấy là một điều vui cho người dân. Thứ nhất là về cái chi phí cho đi lại của mình nó cũng giảm hơn, và cái thứ hai là cũng sẽ tác động đến lương thực thực phẩm và những cái nhu cầu thiết yếu của gia đình. Nếu cả 3 lần điều chỉnh của tháng 7 gồm ngày 1 tháng 7, 11 tháng 7 và 21 tháng 7, giá xăng dầu đều điều chỉnh giảm với mức giảm tương ứng là 6.800 đồng mỗi lít xăng RON 95. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của người tiêu dùng, giá hàng hóa không giảm, thậm chí còn tiếp tục đà tăng giá. Mà đầu tháng tới giờ là đồ lên không có giảm. Lấy vô cấp trước thì có ba mấy, bây giờ tới 40, 42 chục á. Rồi dầu ăn thì có 40-42, giờ tới một thùng tới 500 mấy. Tăng mạnh nhất trong các nhóm hàng thiết yếu là thịt lợn. Chỉ trong tháng 7, giá heo hơi đã tăng 3.000 đến 10.000 đồng mỗi kg, lên mức là 65 đến 72.000 đồng mỗi kg. Điều này làm chỉ số giá tiêu dùng chung của tháng 7 tăng 0,4%. Dù lạm phát vẫn trong ngưỡng kiểm soát, nhiều chuyên gia cho rằng cần thận trọng với bài toán giá thịt heo và giá các mặt hàng thực phẩm chưa thể giảm, cho dù giá thịt heo đã có xu hướng giảm vào cuối tuần qua. Theo tôi là đúng, nhưng mà lên hợp lý, đừng có lên 90% cân hơn. Thì cái đó chúng ta phải kê khai giá, chúng ta phải kiểm soát. Chúng ta quản lý kinh tế thị trường, nhưng mà không phải kinh tế thị trường thuần túy. Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Việc hàng hóa không chịu giảm theo chu kỳ giảm của giá xăng đang gây áp lực ngày một gia tăng đối với lạm phát, đã bắt đầu ảnh hưởng đến sản xuất trong nước. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong lĩnh vực nông nghiệp đã xuất hiện tình trạng hạn chế đầu tư mở rộng sản xuất, tái đàn, tái vụ do giá phân bón, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người dân mà còn cản trở quá trình phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Dòng chảy cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xăng giảm lần thứ tư liên tiếp, thế nhưng giá cước vận tải hiện nay vẫn đang được các doanh nghiệp giữ nguyên, khiến người dân bức xúc. Nội dung này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin Dòng chảy ngày mai.